đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại ta. Chúng cũng chưa cho ông đã nổi lên chống lại ta mãi cho đến ngày nay. Những đứa con mặt dày mặt dạng, lòng trai giả đa, chính ta sai ngươi đến với chúng. Đức Chúa là Chúa thừa phán thế này. Còn chúng, vốn là nói phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe. Yeah.